Muốn nhiều con đá là yếu ít phở đấy. Ngọn chọn tàu phở. Bằng tay bao nhiên giúp tàu này. Cái tuần này cũng có tuần này cũng quả đó. Cái ừ, gấm nó mà. Anh nhìn của tụi với cái hiểu rằng. Hiểu gì hiểu. Cái đấy cái ngàn toàn cái ngàn. Tụi với cái gì đây. Tụi với cái gì đây cái ngàn này. Vẫn sự cái chất này mà. Chất có mấy rồi mà. Mình làm bao cái dạng cơ chốt mà. Cao dạng mừng ăn. Mừng cái là à. Cái anh là từ xa nè. Tí hăng cái chuyện mừng. À, mừng bún bao rồi thì gì đây cái này. Thế mới cái. Chứ mới lấy thằng thịt cái ngàn bò. Bún bò để hạ cái rồi à. Dìm nè sao bây giờ rồi đây. Dìm rồi đây. Dìm rồi đây thì cái á chồng mừng thịt bao nhiêu dìm đâu. Mần chọn mần to có hàng bún bò không mần? Hàng gì mần có sổ âu? Bún bò bò? Càng mà hàng gì mần có sổ âu? Cái đó cắn gói à? Hàng mần bay máu vậy, mần chọn sai tàu à? Tao mà hàng gì nè? Mày gấm à? Mày bún bò đấy? Mày mới ở bây giờ mà? Bây giờ mày ngắn lại à? Có được cái ngắn bây giờ qua lại được cái vậy mà. Trong tôi có cái dàn cho nó cho cái tay tao ăn mừng nay chẳng anh. Tay được cổ à? Càng tay tao ăn mừng nay. Cho mà. Mừng cho hết khi tìm tao à. Sách tiếng mà mừng à. Sách tìm sỏi à. Anh mừng cho tìm đâu. Cứu chu tìm bài. Nè cô sách tiếng. Ấy rằng. Thôi mừng phải má không quan đâu vậy. Chân chỉ ra đây à, phải má vậy. Thế nhưng mà mừng hát chung. Má chung tay bao nhiêu nhiễm đầu như là. Cô tay bún bò đấy. Ê, tay bún bò của tụi với cái anh làm sao anh. Em mừng phải cây sất này mà. Mừng tay bao nhiêm đầu này. Mừng chứ mà tay bao xanh lùng này. Cả dốc cây á đầu này. Chọc rồi. Phải má vậy. Oh.